anh. Sao đấy? Sao tự dưng em buồn đấy? Mẹ vừa gọi cho em. Mẹ lại giục chuyện con cái đấy à? Anh biết em áp lực, anh xin lỗi. Để anh bảo mẹ không giục em nữa nhá. Thôi, anh đừng có gọi cho mẹ, mẹ buồn đấy. Chắc là bà muốn có cháu bé quá nên mới thế thôi. Hôm nay em có hẹn gặp ông thầy Lang đấy. Em sẽ đến để xem ông ấy có cách gì chữa trị cho em không. Ừ, em cứ đi đi. Công việc của công ty sáng nay anh xử lý cho em nhé. Ừ. Em đi thôi. Alo mẹ. Vâng, con biết rồi. Con không muốn có con lắm chứ. Thì thấy thuốc nào chả đi rồi. Từ Nam ra Bắc, còn ở đâu chưa đi đâu. Thôi, sẽ có cháu bé cho bà được chưa? Không phải lo. Em đến đây làm gì? Sao phải thái độ như thế? Em nhìn cô ta đi rồi, em mới vào mà. Có gì gọi anh cái anh đến là được mà. Đi ô vừa thôi. Đẹp trai mà đi ô. Em gọi có thấy đến đâu. Người ta nhớ người ta mới tìm chứ. Với lại em muốn báo cho mình một tin vui. Tin vui? Có thai. 6 tuần rồi. Yes. Yes. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em thì phải làm sao? Ừ, được rồi. Đây. Từ giờ anh sẽ lo cho em và con. Em không phải làm gì cả, chỉ việc tinh dưỡng thôi. Anh nghĩ em cần tiền của anh chắc? Thì em cần cả anh nữa, đúng không? Anh biết mà. Em không muốn, em chỉ ở nơi anh thích thì đến, không thích thì đi. Như thế khác gì coi em là gái. Thế là sao? Đơn giản mà. Em muốn đứa bé có một gia đình, có đủ cha, đủ mẹ. Anh biết rồi. Bây giờ nhá, em cứ để đứa con ra đi. Sau đó anh mang về nhà, anh bảo với con vợ anh là con nuôi, được chưa? Anh coi thường tôi chỉ là một con PG, không xứng nào có một gia đình đấy à? Ôi, bình tĩnh, em làm như thế là ảnh hưởng đến con. Ảnh hưởng thì làm sao? Đã thế tôi phá bỏ cho anh xem. Cô nói cái gì đấy? Cái tôi muốn là một gia đình của nó, là cha đẻ với mẹ đẻ của nó, chứ không phải anh với cả vợ anh. Được rồi, em bình tĩnh, ngồi xuống đây. Anh biết là em cần một mái ấm, nhưng mà em biết là anh yêu em mà, đúng không? Anh yêu em mà anh làm thế à? Hả? Tại sao? Khổ quá, thì bây giờ công ty, tài sản, nhà cửa đều là của Trinh hết, anh có cái gì đâu. Bây giờ anh muốn dành dụm tài sản để cho con của chúng mình. Bây giờ làm như thế thì anh làm gì còn cái gì? Sao anh không nghĩ đến chuyện có cả em, cả con lẫn tài sản này à? Rồi rồi, bây giờ em về đi. Anh sẽ gọi điện cho em sau. Anh phải đi có việc đây. Cầm lấy đi. Tôi là thằng ngu à? À, cô bảo tôi chở cô đến đây, tôi đứng ở chờ ngoài kia bao nhiêu lâu, xong tôi đánh liều thử vào đây một cái thì hóa ra là cô đi với cả Dài à? Hả? Tú, anh đã hiểu cái chuyện gì đâu mà phải bình tĩnh như cứ sụt sùi lên nhở? Tôi không thể bình tĩnh được, làm sao có thể bình tĩnh được khi nhìn người con gái của mình đứng ôm ấp thằng khác? Anh có biết anh ta là ai không? Tổng giám đốc của tập đoàn này đấy. À, nhưng hóa ra là cô chê à? Thằng này chỉ là thằng nhân viên trông xe ở quán bia. Thế nên là cô đi theo cái thằng giám đốc kia gì? Cô nên nhớ nhá, cái thai ở trong bụng của cô ấy là của thằng này đấy. Tôi cũng chỉ muốn cho con tôi một tương lai tốt đẹp hơn thôi. Cái gì? Thì đấy, anh biết anh ta là tổng giám đốc rồi, kiểu gì cũng cho mẹ con tôi một cuộc sống sung sướng đúng không? Em sẽ cố gắng lấy lòng tin của anh ta. Đến lúc có được rồi, em đá bay anh ta đi.
lấy quyền lực của anh ta, xong rồi gia đình ba người chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau, đứng trên đỉnh cao của danh vọng chả sướng hơn à? Gia đình ba người chúng ta? Đúng rồi, anh phải giúp em chứ. Hai chúng ta cố gắng cho con một cuộc sống sung sướng, được không? Được rồi, đi về. Anh Hoàng! Có chuyện gì thì tí nữa gặp, ra ngoài gặp sau. Đến mà gọi mới gặp em. Anh hứa với em thế nào? Gặp em để giải quyết. Bây giờ bầu 6 tháng rồi còn chưa giải quyết đây này. Đến nữa ra ngoài. Khoan đã. Có chuyện gì mà anh luống cuống lên thế? Còn cô là ai? Tôi á? Là họ hàng xa. Cái gì? Sao mà anh phải như thế? Nói thẳng với cô ta, em là bồ của anh đấy. Còn đang mang thai được con của anh đây này. Cô nghe không rõ hả? Tôi nhắc lại nhá, đây là con của anh Hoàng. Mà cũng trách cô thôi, là phụ nữ ấy, mà không mang thiên chức của người phụ nữ để anh Hoàng phải tìm đến tôi. Cô im đi. Chị, em nghe chẳng thích đã. Chỉ ra anh đối xử với tôi ác đến thế. Trước mặt thì bảo đừng lo lắng gì, vậy mà sau lưng lại âm thầm có con với người khác à? Được, tôi sẽ tác thành cho anh. Anh tay trắng bước vào cuộc đời tôi thì lúc đi anh cũng ra đi tay trắng đi. Cút! Trình! Em làm gì đấy? Em làm đúng mà. Bây giờ cô ta chết rồi, tức là tài sản này thuộc về chồng cô ta là anh đấy. Em và anh chỉ cần cưới nhau thôi, hợp thức hóa tài sản này, đúng không? Nhưng... bây giờ anh làm gì cô ta cũng được. Bán đi nước ngoài đi, cưới được một khoản khá đi. Giờ cứ theo đúng kế hoạch thôi. Trước tiên chúng ta phải làm cho con Trinh biến mất. Sau đấy em sẽ kết hôn với Hoàng, rồi cũng sẽ làm cho Hoàng biến mất. Lúc ấy mọi tài sản của Hoàng sẽ thuộc về em. Gia đình chúng ta ba người là đều đoàn tụ bên nhau. Tụi em đấy. Thôi, đừng lo lắng. Đợi vài ngày công bố cô ta mất tích, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về anh mà. Thu, anh về rồi đây. Này, anh đã đưa cô ta sang biên giới rồi, chắc chắn nhá, không bao giờ có thể quay lại nữa luôn. Em cũng cưới rồi. Thế thì chỉ còn tay Hoàng nữa thôi đúng không? Có phải là mình chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch thế thôi đúng không? Đúng rồi. Tôi bảo á, kẻ đã bắt cóc vợ tôi ở đây, các anh đến ngay công ty của tôi để bắt đi. Báo án á? Báo án là sao? Mày bắt cóc vợ tao làm gì? Thu, chuyện này là chuyện như thế nào? Tại sao anh lại là người bắt cóc? Anh ta nói đúng mà. Camera an ninh đã quay lại cảnh anh vác cô Trinh đi, mà trong tình trạng cô ấy không còn tỉnh táo nữa. Anh làm gì cô ta đấy? Em... Theo lời tao vào đây. Bảo vệ đứng đây ngoài cửa đấy kìa. Mày đừng có manh động, nếu không thì tù mọt gông đấy. Thì ra các người đã mượn tay thằng này để hại người, để dẹp đường cho các người à? Em thông minh thật đấy. Em à? Còn mày ấy, mày là một thằng ngu. Mày bị một con tiếp viên nó lừa cho. Tao nói cho mày biết nhá, cái thai trong bụng của nó ấy là của tao đấy. Em thông minh thật. Những lời mà em dự đoán anh ta nói chưa dễ chúng ta là thật. Người ta đến sớm quá nhỉ? Anh yên tâm, anh Hoàng sẽ giúp anh ngồi nhà đá mất công đấy.
ai là người phải ngồi nhà đá vẫn còn chưa biết mà. Anh là ai? Ở đây là ở đâu? Có ai không? Cứu tôi với! Ôi, khu chung cư này bị bỏ hoang lâu rồi. Cô kêu cứu nữa, kêu mãi thì cũng chả có ai đến cứu cô đâu. Tôi mới bắt được một mối làm ăn khá là tốt, đưa cô sang bên kia biên giới và không bao giờ quay trở lại nữa. Thế là xong. Hóa ra anh là đồng bọn của cô ta. Chắc chắn cô ta đã hứa hẹn với anh rằng nếu cho tôi biến mất khỏi đây thì anh sẽ được sung sướng, đúng không? Anh thử nghĩ xem, anh hại tôi rồi thì anh sẽ phải vào tù bởi chính những người mà anh coi là phe cánh của mình đấy. Cô im đi. Tôi chỉ nói để cho anh hiểu thôi. Tôi mất tích thì chắc chắn sẽ phải có người đứng ra chịu hậu quả. Và người đó không ai khác, chính là anh. Nếu anh không tin những lời tôi nói thì anh có thể làm một phép thử đơn giản, thì anh sẽ hiểu ngay. Anh cứ giữ tôi làm con tin và về nói với họ rằng anh đã cho tôi biến mất khỏi đây vĩnh viễn, để xem họ đối xử với anh như thế nào. Lúc đấy anh xử lý tôi vẫn chưa muộn mà. Thì ra ấy, cô ta nói đúng. Cô sống bạc bẽo, ác nghiệt với thằng này thật đấy. Dù gì thì tôi cũng là cha của đứa trẻ trong bụng cô mà. Anh nói là sẽ cho con của chúng ta một cuộc sống sung sướng mà. Sao anh lại hại nó? Là tôi hại hay là cô hại hả? Thuộc. Nghĩa là đứa bé đấy là con của anh ta. Bố, tao khẳng định với mày ấy, tất cả đều là sự thật. Anh xin em, do anh quá thèm khát con, thế nên là... Nên là anh sẵn sàng lập mưu hại vợ, vơ vét tài sản của nhà vợ để êm ấm cho mình và nhân tình à? Vậy mà anh còn mở mồm ra gọi tôi là vợ được. Tôi khinh. Anh và cô ta chuẩn bị vào nhà đá mà làm vợ chồng với nhau đi.